Những ngày này, hòa cùng không khí rộn ràng của cả nước, người dân thành phố Đà Nẵng đang phấn khởi thi đua hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11. Với phương châm hướng về nguồn cội, Ngày hội Đại đoàn kết được các địa phương tổ chức trang trọng, ý nghĩa, hướng đến phát huy các giá trị văn hóa lịch sử. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê. Nằm trên địa bàn khu dân cư Tân An A2, phường Chính Gián, đình làng Tạc Gián là địa chỉ quen thuộc, được Ban công tác Mặt trận khu dân cư lựa chọn là nơi để tổ chức các ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm. Cứ vào dịp này, mọi người tại khu dân cư đều tranh thủ sắp xếp thời gian cùng nhau đến thăm đình làng Tạc Gián, qua đó nhận thức rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của bản thân đối với việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử của đình làng. Đây là một trong những ngôi đình làng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 2007 trên địa bàn thành phố. Đây là cái cung tiền hiền, nơi mình ở đất làm trên đảo, cho mình ăn trước, nhớ cả trồng cây. Làm thế nào để con cháu mình thấy được cái đạo đức đó, làm được một cái đề nếp để con cháu học tập. Đồng thời bà con ở đó và đó, bà con thấy là cái nghĩa nó lớn. Cho nên mình phải luôn luôn phải tôn trọng và đồng thời quảng bá cái hình ảnh của ông bà mình. Ngay cái chuyện định là mình còn giữ đến ngày nay khang trang và sạch đẹp như thế này, đó là niềm tự hào nhất. Bà con là rất phấn khởi và rất mừng cái là ở khu dân cư mà tổ chức hàng năm tổ chức được như thế này là coi như quá quý. Bà con là hoàn toàn ủng hộ. Trong khuôn viên của đình làng, ngày hội đại đoàn kết được diễn ra trang trọng và ấm áp. Bà con khu dân cư cùng tập trung về đây để ôn lại truyền thống lịch sử của Mặt trận qua các thời kỳ và nhìn lại tình hình hoạt động của địa phương trong một năm đã qua. Việc tổ chức ngày hội cũng là dịp để lãnh đạo các cấp gặp mặt đông đủ các tầng lớp nhân dân, là dịp để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gắn với việc phát huy và bảo tồn các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời khích lệ nhân dân chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Với phương châm của năm 2023, thì chúng tôi giảm bớt cái thời gian lễ và tập trung cho các phần hội, phát huy những cái đình làng, những cái nhà văn hóa để chúng tôi tổ chức sinh hoạt truyền thống cho nhân dân biết được cái đình làng của quê hương mình. Có thể khẳng định, tính gắn kết cộng đồng, vai trò tự quản là giá trị xuyên suốt trong quá trình tổ chức ngày hội đại đoàn kết. Tham gia ngày hội, nhân dân hiểu rõ hơn về nhiệm vụ chính trị của địa phương, thấy được trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong việc xây dựng cộng đồng dân cư văn hóa, đoàn kết. Tinh thần tương thân tương ái được nhân lên qua những hoạt động san sẻ với các gia đình khó khăn, hoạn nạn, tri ân gia đình có công với cách mạng, tôn vinh những cá nhân, tập thể, hộ gia đình có nhiều đóng góp cho cộng đồng và hoạt động xã hội.